Alo chị ạ. Anh rể ạ. Công ty anh ấy phá sản rồi. Mà công ty em cũng đang thiếu nhân sự mà. Anh ấy cũng có kinh nghiệm nên em không phải lo đâu. Giờ chắc anh đến công ty rồi đấy. Có gì em giúp đỡ nhá. Em vợ, anh tới rồi này. Không biết là chị nhà em đã nói gì với cả em chưa chả? Vâng, chị ấy nói rồi. Em cũng tới rồi, để em sắp xếp công việc cho anh. Thế thì tốt quá rồi. Chị ơi, của chị đây ạ. Ừ, chị cảm ơn nhé. Có việc này, không biết em có nên nói với chị hay không nữa. Ừ, có chuyện gì đây? Dạo này mọi người phàn nàn nhiều lắm chị ạ. Phàn nàn á? Phàn nàn về vấn đề gì? Dạo này công việc gặp khó khăn à? Không ạ. Em nghe các chị em dạo này hay nói công ty mình có biến thái chị ạ. Biến thái á? Có từ khi nào? Sao trước đây chị chưa bao giờ nghe đến chuyện này nhỉ? Em cũng không biết là từ bao giờ, nhưng dạo gần đây mọi người hay nói về vấn đề này lắm ạ. Thôi được rồi, để chị điều tra. Em cứ trấn an mọi người giúp chị. Dạ. Anh làm cái gì đấy? Đâu đâu, anh có làm cái gì đâu. Anh không làm gì, thế những tấm hình này là thế nào? Anh làm như vậy có cảm thấy có lỗi với chị gái tôi không? Anh tôi sẽ nói chuyện này với chị gái tôi. Thôi anh xin em đấy, em đừng có nói chuyện này với cả chị gái em, không thì chị gái em giết anh chết mất. Những lúc anh làm ra những cái việc này, anh có nghĩ đến hậu quả không? Để tôi xem anh giải quyết chuyện này thế nào.